đi gì mà mấy người không chịu kêu tôi về. Đúng là đồ đáng ghét. Alo, ba Tùng hả ba? Ba kêu con về đúng không ba? Mày tính giật chồng mày đúng không? Mày có chừng nghe chưa? Cái gì vậy trời? Giờ này cũng không chịu kêu tôi về nữa. Vậy thì tôi đi luôn cho mấy người vừa lòng. Tôi sẽ sống cuộc đời tự lập. Có điều có thật mới vượt được đạo. Ăn cái gì đã rồi tính tiếp. Cậu làm ăn kiểu gì kỳ vậy? Làm nước 6 cái ly, order thì lộn 8 suất. Cậu muốn gì ở quán tụi tôi nữa hả? Em xin lỗi quản lý ạ. Em sẽ cố gắng hơn lần sau ạ. Cái gì? Có lần sau nữa hả? Bây giờ không nói nhiều nữa. Cậu làm ơn cậu nghỉ việc giùm tôi đấy. Ê quản lý ơi. Không thật, em xin anh đừng cho em nghỉ việc. Em mà nghỉ việc bây giờ là em trắng tay luôn, em không có đồng nào trong túi luôn á. Em mới là chắc chắn em sẽ cố gắng, em sẽ sửa sai anh ạ. Anh ơi, cho em cơm món. Đó, anh quản lý tốt bụng, để em sửa sai nhá. Có ngay. Em dùng gì? Ở đây món gì ngon nhất anh mang ra cho em nha. Ok. Tự lập thì là sung sướng, muốn ăn gì ăn, uống gì uống, không phải lo gì hết. Anh ơi, tính tiền giùm em. Hóa đơn quý khách đây ạ. Trời ơi, 150.000, rẻ chán. Chờ em chút nha. Anh ơi, anh có thấy bớt tiền của em đâu không? Này, em đừng giỡn với anh nha. Sáng giờ hai cô này rồi á, giả bộ quên tiền đúng không? Em nói thiệt với anh ơi, hay là... Cô nhanh cái tay lên được không? Lần sau ấy, không có tiền thì được vào quán người ta mà ăn. Cô có biết ý, cái số nợ của cô, ai là người trả không? Tôi chứ ai? Có 150.000 à? Anh làm vậy có lố không vậy? 150.000? Mà cô nói dễ thế à? Cô biết với 150.000, tôi ăn được bao nhiêu bữa rồi không? Bộ tiền trên trời rơi xuống à? Hả? À? Cô nhanh lên đi. Biết rồi. Tránh giỏ vừa gặp giỏ vừa. Bỏ nhà đi thì qua đây, còn bị Thành hơn ở nhà nữa. Ê, cô làm bẩm gì đấy? Lo mà làm đi, không biết lỗi nữa à? Cô làm sao ấy? Có cần tôi phụ không? Kệ tôi. La 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 la. Trời ơi, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi con nhỏ đó rồi. Hay quá. Việt Thê. Ủa? Làm gì mà sao thấy vui vẻ yêu đời dữ vậy? Dạ. Ủa chị Vy về chưa? Cái này thì vẫn bật vô âm tính. Ủa? Rồi đào sao không thấy kêu xuống đây dọn dẹp nhà cửa dơ quá trời. Dạ nó bỏ đi rồi. Con nói gì? Thì con đào nó đòi bỏ đi rồi. Nó đi đâu? Sao con biết được? Ủa mà làm gì mà nó bỏ đi? Thì tại hồi sáng nay chú La nó đó, cho nên nó đòi tự lập, nó đi luôn rồi. Cái gì chú La, cái gì nói vậy? Để con nhớ nha, rồi coi chú La. À, con tự đến được thì con tự đi được, con muốn đi đâu thì con đi đó, chú La vậy đó.
Trời ơi, thiệt tình, mỗi lần giận lên là không kiểm soát được cơn nóng giận của mình, nói tầm bảy tầm ba. Nó đi sao con không cản nó đi? Trời ơi, con cản nó, nó còn đòi ba vô đánh con nữa. Nhỏ đó cái kỳ, một thân một mình lên đây đi giận hờn đi giày, lỡ có chuyện gì thì sao? Con biết nó đi đâu không? Ừ, không, sao con biết được? Giờ làm sao đây nè? Tao kệ đi chú ơi, nó đi vài tiếng nữa là tự lụi đầu nó về à. Con nói gì vậy? Con không trách nhiệm gì hết vậy? Mình là người cùng một nhà, theo lẽ nó vừa mới đi con phải gọi điện thoại cho chú liền để chú xử lý. Nhưng mà giờ nó đi vài tiếng như vậy nè, biết nó đi đâu? Lỡ nó có chuyện gì ngoài đường rồi sao? Người nhà mà sao xử xử với nhau kỳ vậy? Chú, không biết mình có quá đáng không ta? Giờ này nếu mà ở nhà thì nó sẽ cho mình ăn sữa chua. Dù con nhỏ nó hơi phát xít mà ít nhiều gì nó cũng cho mình ăn. Làm bè cái gì đó, không lo làm đi. Dạ. Tôi nói cho cô biết nha, hồi sáng tới giờ chưa được 100.000 tiền công đâu đó. Tập trung vô đi. Hết chịu nổi. Trời ơi, trời ơi, tại sao vậy? Tại sao trong tất cả các ly, mấy ly kia không bể mà bể cái ly này vậy trời? Nó cũng chỉ là một cái ly thôi mà chú. Im đi, cô thì biết cái gì? Cô biết đây là cái ly phong thủy không? Ông chủ mỗi lần ghé quán là lấy ly này uống trà đá không đó. Trời ơi, kiểu này tôi bị đuổi sớm như khi cô bị đuổi nữa, cô biết không? Dạ, xin lỗi. Trời, nè, đừng tưởng trẻ con rồi tôi không dám đánh cô nha. Bữa nay tôi phải xử lý việc này mới được. Ê, cái gì á? Cái gì em gì ấy? Trẻ con mà. Anh mà đánh em thì tôi kiện anh ấy. Nè, bữa nay ăn gan hùm hả? Cháu còn muốn làm việc ở đây không? Hả? Anh mà không nói thì tôi sẽ nghỉ ở đây thôi. Nè, trước khi đi trả 150.000 lãnh nợ của con bé này đây. Tiền hả? Ừ. Tiền của anh đây. Tiền em ấy nợ anh, tôi trả hết cho anh. Ồ, đủ 150.000 phải không? Nhưng mà từ bây giờ tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Tôi cũng không muốn thấy mặt cậu nữa. Trả tiền đây. Đi em. Anh tên gì ạ? Em tên Thành. Trời ơi, sao bọn kẻ không vậy? Đứng lại. Trời ơi, sao tiền vé số không vậy nè? Đứng lại. Ông chủ béo á, không thể nào đuổi kịp tụi mình đâu. Em cảm ơn anh nha. Nhưng mà anh cũng sợ ông đuổi anh hả? Vì em mà. Không sao. Trời ơi, có gì mà phải lo. Cùng lắm là anh quỳ xuống xin ông ý cho anh đi làm lại. Anh là đàn ông con trai, ai lại đi quỳ? À, thì anh không quỳ nữa. Anh nài nỉ, mà nài nỉ không được á, anh nghỉ luôn. Chả sao cả. Mà em nghe lời anh, về nhà đi. Ba em có giận, có thương á, ba em mới mắng như vậy. Không có gì hết đâu. Em thì làm gì mà có gia đình. Ba ruột của em á thì không có thương em. Còn chị họ của em thì suốt ngày ăn hiếp em không à. Sao mà nghe như tấm cám thế? Còn hơn tấm cám luôn đó anh. Em muốn về đâu? Hay là anh cho em theo anh luôn đi anh Thành. Thôi, theo anh khó lắm. Tự lập rất là khó và cần rất là nhiều kỹ năng. Cái con nhỏ như vậy sao mà tự lập được. Thôi, về nhà đi em. Vậy sao anh không về với ba mẹ của anh? Anh Thành ơi, em đừng đi theo anh nữa. Tự lập rất là khó khăn, không làm được đâu. Nếu mà khó, anh làm được thì em cũng làm được thôi. Anh cho em theo đi anh Thành, đi. Ê nhóc,
Em đói đúng không? Đứng đây, chờ anh tí. Anh đi mua bánh mì cho má ăn nhá. Được không? Anh đừng có mà lừa em xong rồi bỏ em ở đây xong rồi anh trốn đi nha. Khờ quá à. Chả ai dụ em đâu. Đứng đây nhá. Một lát anh quay lại. Bánh mì. Đâu? Trời ơi. Sao? Em ơi. Ba Tùng ơi, con xin lỗi. Ba Tùng. Đúng là đồ dại dột. Không có biết lượng sức mình gì hết. Nếu như mà không có người tốt phát hiện thì cuối cùng cũng... Gì đó? Tôi chưa xử cô cái chuyện mà cô thấy Đào Đào đi, cô không báo tôi đó. Đâu phải con đâu chú. Đi lên lầu, đứng cãi nữa hả? Đào Đào, ba xin lỗi con. Vì một phút nóng giận không kiểm soát được, ba đã làm tổn thương con. Thật sự ra, với ba bây giờ không quan trọng là con đến từ đâu. Ba chỉ biết một điều là con gái của ba. Ba sẽ bảo vệ con, che chở con và không để con đi đâu hết. Ba thương. Con xin lỗi ba. Con biết lỗi của con. Được rồi, con biết lỗi là tốt rồi. Sau này có giận ba thì nói cho ba biết. Chứ đừng có tự ý bỏ đi như vậy nha con. Ba lo dữ lắm. Hên cho con á là anh Thành, anh biết con là con ruột của ba. Anh điện thoại cho ba, nếu không là ba không biết tìm con ở đâu luôn á. Anh Thành dễ thương quá ha ba.